shop điện tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Hey hey, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của sĩ kẹo. Lâu lắm rồi thì không có làm video nói chuyện xàm xí với anh em. Ôi vãi cả trưởng con chó lợn này. Đơn giản thì mình đã có được một kill đầu tiên luôn các bạn ơi. Và ngày hôm nay thì chúng ta có mặt ở trong một cái trận đấu trên đảo Thiên Đường, cũng như là sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em về cái chương trình tối nay. Đó là xin mời tất cả mọi người tối nay sẽ có chương trình đại chiến Halloween ở bên NoNoLive. ID của mình 47397760. Mọi người đừng quên đó là hãy theo dõi mình nha anh em ơi. Hôm nay là có đại chiến cùng với rất là nhiều những cái YouTuber khác. Được rồi anh em. Và có một cái điều quan trọng hơn nữa, đó là chúng ta sẽ phải cố gắng kiếm thật là nhiều kill ở trong cái trận đấu này luôn. Cũng như là nỏ mới của phiên bản OB18 thì chơi cảm giác nó chất lắm anh em ạ. Phải gọi là cực kỳ chất chơi người rơi luôn, chứ kẹo chẳng đùa với anh em làm gì cả. Với cái nỏ này thì nó sẽ là cái sát thương lan, và anh em chơi thì không cần phải nghĩ ngợi gì cả, bởi vì là nó cũng phê vãi trưởng ra anh em ơi. Mình đùa với anh em làm cái gì đâu hả? À đây, trên này. Được rồi, ok, let's go luôn. Thằng nào lào nháo cái là xử nó luôn, bỏ nó vào nồi nấu cháo luôn anh em ạ. Cái đậu xanh chú ngạn đấy con ơi, thằng kia mày liệu hồn chú nha, chú con nỏ này. Sát thương lan này con ơi, mày liệu hồn nhá con ơi, mày liệu hồn nhá con ơi, chú ngạn đấy con. Ui vãi cả trưởng. Tự nhiên không hiểu sao gặp thằng chó ngao nào nó bắn ở mãi trên đồi, ui vãi trưởng, đừng đừng. Anh ơi, tha cho em hộ cái anh ơi. Em sợ quá anh ạ, à, anh làm như thế thì cũng mà chết em à anh ơi. Lâu lâu gặp mấy cái thằng kiểu cho nó chơi bá đạo vãi trưởng nghe mày. Mình đang bắn thẳng ở dưới tự nhiên nó ở trên nó cam. Hỗn, láo, mất dậy. À con chó lợn nó dựng bóng keo rồi nghe mày. Con chó lợn này nó dựng bóng keo rồi mày lại hồn với anh. À, ui rồi, ô chạy này. Mày chạy nổi không em? Chạy nổi không em? Kể cả chảo này, đất không và chảo này. Ôi dồi, Oscar này em ơi. Vâng, sở hữu combo đó là Spat 12 cũng như là Scar. Nỏ thì sẽ là cái vũ khí phụ thì mình chơi game cũng cực kỳ là chất rồi. Mình đâu có phải ngại bố con thằng nào đâu anh em ơi. Thì cũng chia sẻ tâm sự với anh em là mình đã chơi game Free Fire được 2 năm rồi anh em ơi. Dạo này anh em như kiểu là fan kẹo, anh em quên hết cả kẹo rồi. Các bạn chia sẻ cái video này hộ mình nha, cũng như là anh em nhấn nút like này, yêu thích này, comment này. Tất cả những cái sự tương tác của anh em thì kẹo xin cảm ơn. Dạo này giống như kiểu là ế khách quá cơ anh em lại chả quan tâm gì nữa nhờ. Úi dồi ôi. Ok 3 kill luôn. Các YouTuber game Free Fire thì hàng loạt các bạn ấy đấy. Từ từ bây giờ là rất là nhiều những cái YouTuber streamer game Free Fire luôn. Nên là đôi khi là sĩ kẹo nó là một cái tên bị lãng quên. Chẳng qua là anh em nào nhớ thì vẫn ủng hộ cho mình thôi. Thì rất là cảm ơn anh em. Ok này. Lung linh là lên luôn các bạn ạ. Thôi thì chúng ta sẽ lên trên cái đầu một xíu nha anh em ơi. Thì cũng trao đổi với anh em về những cái vấn đề ngoài lề như vậy. Còn nhá, chú bảo các cháu nhá. Các cháu ơi, các cháu nào mà chơi game nhiều quá thì chơi game nó vừa phải thôi các cháu ạ. Thời gian này mà lo học lo làng làm chủ nhân tương lai của đất nước chơi anh em. Nhiều khi anh em nhiều bạn nhiều cháu hỏi mình bảo chứ anh ơi, em lớp 7, lớp 8, lớp 3, lớp 4 có nên yêu hay không anh, thì anh cũng xin trả lời là thôi, lo học đi các cháu ạ. Được rồi, xàm xí với anh em ngày hôm nay thì cũng hơi nhiều. Có một cái vấn đề chính đấy là mình đang cố gắng, mình đang xem là kiếm thêm kill cái. Mà cuộc sống nó khó khăn quá cơ anh em ạ. Dạo này chả ai xem video của mình. Thế nên là cuộc sống của tôi là cứ toàn uống nước lọc này, ăn bánh mì sống qua ngày. Cuộc sống khổ sở vãi trưởng. Thì các bạn chia sẻ video hộ mình nhé. Thời gian sắp tới thì tất nhiên là vẫn sẽ làm những cái video clip cho anh em về game Free Fire thôi. Cuộc sống mà anh em, chỉ cần có một người xem thì nhất định mình sẽ vẫn trụ lại ở cái tựa game Free Fire này. Cảm ơn mọi người, cảm ơn những tình cảm yêu quý của anh em dành cho mình. Tôi là sĩ kẹo anh em ạ. Let's go nào. Anh em chơi game nhiều khi anh em có cảm giác nản như mình không, kiểu như là chạy mãi mà không thấy ai á. Nó kiểu như là wow,
Đậu xanh mệt ghê vậy. Chạy mãi mà không có ai thật sự là hơi mệt đấy. Đây tôi vừa chạy tôi vừa phải gạ địch luôn anh em này. Xem đứa nào nó láo láo cái là thôi. Xong anh cho các chú lên bảng điểm số luôn, cho các chú chừa chứ. Let's go nào mọi người. Có thính, có thính, có thính. Có thính rồi anh em ơi, chạy qua giọng thính nào. Mình mong là ở thính nó sẽ có người để cho mình kill thôi anh em. Chú ngạn đây rồi các con ơi. Ở xung quanh này có người đâu hết cả rồi. Vậy chú ngạn đây các con ơi. Lâu lâu giả dụ ông ngạn tí tiêu tiêu nói chuyện với anh em. Lại bảo là chú ngạn đây. Làm sao không có cái đứa nào nó lượm thính đây hả. Chú mệt mỏi với các con quá cơ. Ui vãi cả trường. Vãi cả trường, không hiểu sao làm quả thính ngay ngáo kiểu này. Dựng mông keo không biết là mình có thể lên được không nữa anh em ơi. Ui khốn nạn thật. Tự nhiên làm quả ngay quả thính như này thì đúng là tôi nói thật với anh em, tôi bái phục luôn mấy thằng kiểu phi công cho nó thả thính cái kiểu này. Thì có mà các anh thả thính kiểu này chết em các anh ạ. Em xin các anh em cắn rơm cắn cỏ em lại các anh, lần sau các anh thả thính nó ok tí cho em còn dễ lượm. Chứ kiểu như này là anh em là cũng cảm giác thì chắc là cũng nản như mình thôi. Nhiều khi chơi game kiểu cảm giác nản vãi trưởng. Đấy. Thì nó là như vậy. Vâng mà quan trọng là người chả thấy đâu. Lượn la lượn lờ. À quên, lượn qua lượn lại. Cái đầu. Nước mà rơi gần kề lan mi. Chẳng có những giây phút, chẳng có những cái vỡ đầu. Nói chung là đến nào láo là buông bàn tay, cầm súng và bắn nó vỡ đầu. Ok, mình hát thì chẳng ra gì đâu. Chẳng qua là muốn nói chuyện vui vẻ với anh em xíu. Đấy. Thật ra thì mỗi lần mà tôi hát là anh em sẽ bảo là thôi anh câm miệng mồm lại đi. Lên lượm thính này. Cái quan trọng nó ở cái đầu anh em ạ. Cái đầu nó phải thông minh. Đấy. Anh em phải thông minh. Dựng xe này, xe quân đội lên cái anh em lấy thính vô tư luôn. Vâng, để mình xem nào. Thì nói thật trong trận đấu vẫn đang còn khá là đông người chơi đó anh em. Nên là chắc chúng ta sẽ phải tranh thủ xem kiếm thêm kill thôi. Chứ từ nãy giờ mới có 4 kill, chủ yếu là chém gió với anh em như này thì chém gió long trời lở đất rồi. Mà đâm ra lại có 4 kill thì có vẻ như là... Ui, tôi chơi hơi kém phải không anh em? Rồi nha, rồi nha, rồi nha. À quên nhá. Các cháu, các cô, các chú, các anh, các chị, các em mà chưa đăng ký kênh ủng hộ cho Sĩ Kẹo thì các bạn có thể là nhấn vào nút đăng ký ủng hộ cho mình nhá. Kẹo xin chân thành cảm ơn. Vãi nồi nhỉ? Vãi nồi cơ ạ. Có khi tôi vãi nhiều quá tôi chẳng còn nồi để vãi đấy cơ. À, ui dồi ôi, gấu da này anh em. Ngon. Trời ơi, súng chất luôn anh em, súng thính luôn. Nói thật với anh em là đôi khi mình cũng hơi lười. Bảo là súng thính thì chơi làm gì. Gấu da bắn hơi chậm nhưng mà nói thật với anh em nhá, gấu da bắn phá giáp cực tốt. Anh em nào chơi nhiều khẩu này sẽ biết. Thì tất nhiên là các bạn sẽ phải hy sinh thôi. Bắn chậm nhưng mà chắc. Ok ok ok. Ui vãi cả nồi anh ơi em xin. Cái xe quân đội này nó dễ bị bắn cực kỳ luôn anh em ạ, nên là thôi. Các anh ơi các anh cho em xin, chứ các anh bắn kiểu đấy thì có mà em gãy cánh các anh ạ. Em buồn lắm. Chú ngạn đây, thằng nào thằng chó lợn nào vừa bắn chú ngạn vậy, ui vãi cả nồi. Cũng may là mình đang còn bông keo anh em ạ. Công nhận là cũng vãi cả nồi phết. Con chó lợn ở trên này. Coi chừng nha em ơi. Mày liệu hồn, mày liệu hồn, liệu hồn, liệu hồn. Con chó lợn này, chó lợn này. Ok, 5 kill luôn. Quyết định săn phẳng những đứa mà chúng nó hạ gục mình là mình không để cho chúng nó sống rồi. Đơn giản là phải kill từng đứa một thì nghe mới dễ dàng top 1. Chứ còn là anh em mà để cho chúng nó sống là thôi xong, hỏng hết cả bánh kẹo, hỏng hết cả nồi bánh chưng luộc luôn anh em ạ. Thế mới bảo với anh em bảo là thôi lên trên cái nhở. Đến lúc chúng ta lên trên rồi anh em bo thì ngày càng nhỏ hơn thôi. Thì tâm sự với các bạn là kẹo chơi game là cũng không giỏi nhưng mà ui vãi cả nồi mày liệu hồn. Con chó này mày sủa hộ anh cái này mày mất dạy à? Sủa?
nhanh, sủa, nhanh con chó đây, sủa. Nhanh. À đây. Con chó lợn này mày sủa đi, mày chạy à? Mày chạy à? Mày tính cắn trộm anh xong mày chạy à? Không được đâu nha em ơi. Như vậy là không có được. Bé ơi, bé hư lắm nha. Như vậy là không có được nha, bé hư lắm nha. Hư thì phải làm gì anh em? Hư thì phải xử lý bé thôi, bé hư lắm bé ạ. Quầy công ạ. Từ, chạy bò, ui phải cả nổi. Anh ơi anh ở lại với em. Bò thu nhanh vậy. Lâu lâu cảm giác bò nó thu nhanh vãi trưởng anh em ơi. Ok, đầy máu rồi. Còn một quả bóng keo duy nhất. Đấy, nói chung là nó cũng là cái phương án dự phòng. Đứa nào mà mình đang chạy như này nó bắn bất ngờ cái là thôi cứ dựng bom keo lên mà sống thôi anh em ơi. Cuộc sống mà, cuộc sống sinh ra là bom keo là để đỡ đạn cho anh em, mà là anh em mà không lại lượm bom keo ấy thì nó lại phí vãi cả trường. Nói chung là lại qua lại lại và lại qua lại lại anh em thấy khó chịu phải không? Nên là tôi sẽ lại vừa vừa thôi, không lại nhiều quá đâu. Đấy, không nhắc đi nhắc lại, nhắc tới nhắc về, nhắc đi nhắc lại thôi. Dẫn anh em xíu thôi. À, vậy là còn lại là 5 người chơi nữa nha. Nhiệm vụ của ông vua sĩ kẹo ngày hôm nay thì kia rồi. Mày chạy. Chạy đi em. Chạy đi em ơi. Ui, nó xong bông keo. Hay lắm. Được, pha xử lý 2 đi em ơi. Chỗ nào nữa. Liệu hồn vánh nhạc. À đây. Ui, rất là gần luôn anh em ơi. Mày chạy này. Ui, chạy đi này. Lên anh em. Mày làm gì đấy em ơi. Ui dồi ôi. Anh đã bảo rồi cơ mà, anh đã nói rồi mà không nghe cơ. Bây giờ là sợ chưa? Bây giờ là đai chưa em ơi? Em tuổi gì với anh vậy? 7 kill rồi nha anh em. 7 kill rồi. Còn 3 thằng nữa. Một thằng thì ở ngay góc dưới rồi. À, vậy vị trí của 2 thằng nữa đâu anh em? Bình tĩnh cái coi nào, bình tĩnh xử lý tình huống nào. Ui thằng kia đai rồi à? Vãi cả trường tự nhiên thì có hầm sát này. Vãi lùa, nó chết rồi anh em ơi. Vậy là còn có 2 thằng thôi à? Ui, các anh ở đâu, các anh chui ra hộ em với. Ui vãi cả trường đây rồi. Thôi, hỏng. Cái này hỏng anh em ạ. Nhanh kiếm tốt cái nào, như này hỏng. Đấy, anh có nhiều bom keo mà anh em nãy là vừa tranh thủ lượm thêm được một xíu bom keo. Bây giờ bom keo thoải mái luôn anh em, tha hồ dựng nhá. Zone này, đấy. Quấn máu đàng hoàng luôn. Liệu thì ngay đây rồi. Liệu hồn nha, mấy con chó này. Ok. Không biết là anh em ở đây đã mua hết pet holy chưa? Mình thấy con pet holy này nó đáng yêu VCH luôn anh em ạ. Anh em nên mua nhá. Không mua hối hận cả đời luôn. Đâu rồi ta? Nãy mình thấy là có một đứa gáy ở đây này anh em này. Mà giờ là chả biết nó gáy ở chỗ nào nữa cơ anh em ơi. Gáy lên các em ơi. À đây. Mày gáy này. Gáy nữa đi em ơi. Gáy lên em. Gáy cho cái đầu nó vỡ sọ ra em ơi. Gáy lên em. Gáy này. Gáy làm gì? Rồi lại phải đai. Ok. Vỗ tay anh em. Mình có 8 kill rồi, thằng cuối nhá. Thằng cuối 9 kill nhá, liệu hồn. Lên anh em. Tôi chưa thấy thằng cuối đâu cả, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ sớm sanh mộ với tôi thôi. Anh em ơi, bo thì ngày càng nhỏ nhá. Thằng cuối đâu? Ra đây hộ anh cái. Anh tìm chú là hơi bị mệt. Chú có biết không? Hả? Nó đâu nhỉ anh em? Thằng cuối ngay chỗ nào nhỉ? Sao ngoài này không có này? Ủa, thế nó ở đâu ta anh em? Bo thì ngày càng thu nhỏ lại rồi, như này còn chưa thấy này. Ơ, quả mơ có hột. Các anh em nhìn thấy thằng cuối chưa? Chứ mình cảm giác như kiểu là chả thấy nó ở đâu cả. Thằng này độn thổ à? Làm sao lại giấu hết mặt mũi lại đâm đầu xuống đất độn thổ là như nào hả em ơi? Lại hồn. À, nó bị lag. Ui dồi ôi, hồn ơi, con lại hồn. Hồn lên bảng điểm số dùng con cái. Hồn ơi, con lại hồn. Ăn chảo đi nha hồn. Đủ. Chả hiểu sao thằng này như kiểu là đang mắc đi với cấp C hả anh em? Tung một quá dễ luôn. Ok, Kẹo sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhá. Bye bye anh em.
Chúc các bạn ngày vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.